không phải đúc kết từ các phương pháp khác mà phương pháp của mình có giống phương pháp nào đâu. Đúng không? Tức là đây là mình đúc kết kinh nghiệm là của từ hàng bao nhiêu người bệnh chả giống ai thì nó mới ra cái phương pháp này. Vâng. Hiểu không? Mà chính hình thì nó rất là tuyệt vời. Còn vẫn dựa trên các cái hình ảnh giải phẫu cơ thể người để đưa cái cơ thể về coi như là đúng theo hình giải phẫu và cái trên cái cơ sở cái lý luận của Đông y là đưa về cân bằng thì mọi vấn đề đã được giải quyết. Thế nên cái buổi cuối cùng là em quyết định về Quảng Ninh mà chỉ trong vòng nửa tiếng là em đã quyết định lại học. Đấy. Mặc dù không được học trên Zoom 10 ngày nhưng cũng nỗ lực. Nhưng mà hôm đấy mình bảo thôi, cứ cảm nhận đi, đủ duyên thì sẽ học. Đó. Hôm đấy là cô giáo tức là nhiệt tình lắm nhưng mà vì là không chưa thu xếp được nhưng mà về nhà gọi điện cho chồng rồi là mọi người cái là quyết định ở lại học và đến hôm nay là hơi quá định 7 ngày nhưng mà đến 20 ngày. Rất là cảm ơn cô giáo, biết ơn cô giáo rất là nhiều. Rồi chúc mừng nha, chúc mừng quá, em. Quá. Chứ là gái. Đây là mình cảm nhận được cái sự reo vui nó từ trong lòng, từ trong trái tim nó hiện lên tất cả ánh mắt nụ cười. Tức là nó đồng bộ nhau, hiểu không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nha.